xưa nay. Con biết Chúa tình yêu chung thủy. Ý nhiệm màu tôi cớ xin vâng. Con xin vâng như mẹ dạy con, vâng lúc vui, vâng khi sáng tươi. Vâng lúc thương như vâng khi mừng, chọn cuộc đời theo Đức Kitô. Mẹ Maria luôn hiện diện bên cạnh mầu nhiệm Chúa Giêsu con mẹ. Từ giây phút nhập thể cho đến lúc kết thúc cuộc đời của Chúa trên trần gian, mẹ hiện diện bên cạnh con mẹ trong những lúc vui mừng vinh quang vì con mẹ được chấp nhận và lắng nghe, cũng như trong những lúc thử thách đau buồn vì con mẹ bị khước từ chống đối. Chúng ta đã suy niệm về sự hiện diện của mẹ bên cạnh Chúa Giêsu trong biến cố phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana. Chắc chắn mẹ Maria đã vui mừng vì Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ làm cho nước thành rượu theo lời khẩn cầu của mẹ. Để mặc khải vinh quang của Chúa trước mặt các môn đệ, làm cho các ông tin tưởng vào lời Chúa hơn. Nhưng rồi sau đó, mẹ Maria chứng kiến cảnh những người làng Nazareth khước từ khinh chê Chúa. Phúc âm cho Thánh Luca nơi chương 4, từ câu 14 đến câu 30 đã kể lại biến cố như sau. Chúa Giêsu trở về xứ Galilê do quyền phép Thánh Thần thúc đẩy, và danh tiếng người đồn thổi khắp miền, người hay giảng dạy trong các hội đường, được mọi người ca tụng tán dương. Người đến Nazareth, nơi nuôi nấng người, vào hội đường ngày hưu lễ như người đã quen, và đứng lên đọc lời Kinh Thánh. Có kẻ trao cho người sách ngôn sứ Isai, mở sách ra, người gặp nơi viết rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã sức dầu cho tôi để loan báo tin mừng cho ai nghèo khổ. Ngài sai tôi loan báo ơn giải phóng cho kẻ tù đày, cho kẻ đuôi mù được thấy, kẻ trong dòng áp bức được tự do, và rao giảng năm hồng ân của Chúa. Cuốn sách lại, trao cho người giúp việc, Chúa Giêsu ngồi xuống. Trong hội đường, con mắt mọi người đều đăm đăm nhìn Chúa. Người bắt đầu nói với họ rằng, hôm nay đã ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà các người vừa nghe. Ai ai cũng làm chứng cho người và ngạc nhiên trước những lời ân phước do miệng người thốt ra. Họ nói, ông này há không phải là con bác Giuse? Nhưng Chúa bảo với họ, chắc anh em mỉa tôi như lời ngạn ngữ, thầy Lang ơi, hãy cứu chính mình. Hết mọi sự chúng tôi nghe nói đã xảy ra tại miền Capharnaum, xin hãy làm nơi đây, nơi quê hương của thầy. Rồi người nói tiếp, tôi bảo thật các người, chưa hề có vị ngôn sứ nào được hoan nghênh nơi xứ quê mình. Tôi bảo thật, thời ông Elia tại Israel có nhiều bà hóa. Khi cửa trời đóng lại 3 năm 6 tháng, cả xứ đều phải nạn đói to. Mà Thiên Chúa không sai ông Elia đến với bà nào, trừ bà hóa tại Sarepta thuộc miền Sidon. Thời ngôn sứ Elise, có nhiều người hủi ở Israel, nhưng chẳng có người nào được sạch, trừ ông Naaman, người miền Syria. Mọi người trong hội đường nghe thế, đều phừng phừng giận dữ. Họ đứng dậy đuổi người ra khỏi thành và lôi lên tận đỉnh dốc đồi, vì họ đã xây thành trì trên đồi ấy để xô người xuống dưới. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Chúa Giêsu về rao giảng tin mừng cứu rỗi cho những người đồng hương Nazareth. Thế nhưng họ đã khước từ Chúa. Theo mạch văn của đoạn phúc âm vừa đọc lại trên đây, chúng ta có thể đoán được lý do sâu xa
họ không đón nhận lời Chúa. Đó là vì tính ích kỷ và ham danh lợi vật chất của họ. Họ muốn Chúa Giêsu thực hiện những điều tốt lành, những phép lạ cho chính họ hưởng mà thôi. Chúa Giêsu đã cố gắng giải thích bằng thí dụ cụ thể rút từ đời sống của hai vị tiên tri nổi tiếng được mọi người kính phục, đó là tiên tri Elia và tiên tri Elise. Hai vị tiên tri này đã thi ân phúc cả cho những người không thuộc về dân Israel. Nghe qua hai thí dụ, dân chúng tại hội đường Nazareth hiểu ý Chúa Giêsu, muốn sửa đổi những mưu tính ích kỷ của họ, nên họ nổi giận chống lại Chúa. Chắc chắn mẹ Maria có chứng kiến cảnh chống đối này, bởi vì hai phúc âm khác là phúc âm theo Thánh Matthew và phúc âm theo Thánh Marco, khi kể lại biến cố, đã nhắc rõ ràng lời của dân chúng bình luận về Chúa Giêsu có liên quan đến mẹ Maria như sau. Ông này há chẳng phải làm nghề thợ mộc, con của bà Maria hay sao? Mỗi lần con người chối từ Chúa Giêsu con mẹ, là mỗi lần mẹ đau khổ, đúng như lời tiên tri Simeon đã báo trước. Phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua, để tư tưởng trong tâm hồn mọi người được biểu lộ ra. Rồi đây, không phải mẹ Maria chỉ chứng kiến cảnh người Nazareth chối từ Chúa, mà còn chứng kiến cảnh những vị lãnh đạo dân Israel, các thầy cả và những người Pharisêu xúi dục dân chúng đòi quan Phi-la-tô ra lệnh đóng đinh Chúa trên thập giá. Mẹ Maria đã phải đau khổ nhiều vì con người muốn bảo vệ những mưu tính ích kỷ của mình, không lắng nghe lời Chúa, không đón nhận ơn cứu rỗi người mang đến. Trong lịch sử nhân loại, mẹ Maria đã nhiều lần can thiệp kêu gọi con người ăn năn, cải thiện đời sống, trở về với Chúa Giêsu con mẹ. Ước chi hôm nay, mỗi người chúng ta lắng nghe lời mẹ Maria khuyên bảo, cải thiện đời sống và tin vào tin mừng. Lạy mẹ Maria, xin thương dẫn con về với Chúa. Amen. Tôi cơ xin vâng.